Chào mừng đến với kênh Đoàn Long Discovery, nơi các bạn khám phá những điều kỳ diệu của thế giới xung quanh chúng ta. Chúng tôi rất vui mừng khi được chia sẻ những hành trình đầy mê hoặc và những khám phá mới lạ với bạn. Tại đây, các bạn sẽ được hòa mình vào những cảnh đẹp tuyệt vời, khám phá văn hóa đa dạng và tiếp tục trải nghiệm những điều phiêu lưu hấp dẫn nhất. Vậy nên, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu không ngừng cùng Đoàn Long Discovery. Hãy đắm chìm trong những hình ảnh tuyệt đẹp và khám phá những bí ẩn của thế giới cùng chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh của chúng tôi. Hãy cùng Đoàn Long Discovery đến với thế giới đầy bất ngờ và sự kỳ diệu của loài ếch, một trong những sinh vật nhỏ bé nhưng lại đầy ấn tượng và đáng ngưỡng mộ. 1. Sự đa dạng sinh học, loài ếch là một phần quan trọng của hệ sinh thái trên khắp thế giới. Với hơn 7.000 loài được biết đến, chúng đa dạng về hình dáng, màu sắc và cách sống. Từ ếch nhỏ nhắn chỉ vài milimet đến những loài khổng lồ có thể dài đến 30 cm, loài ếch tồn tại ở hầu hết mọi môi trường từ rừng nhiệt đới đến sa mạc khô cằn ngoại trừ Nam Cực. Riêng ở Hoa Kỳ đã có hơn 90 loài ếch. Ếch có nhiều màu da, cấu tạo xương và khả năng âm thanh. Hầu hết các loài ếch sống ở vùng khí hậu ấm áp, cận nhiệt đới. Quần thể ếch là một chỉ thị sinh học về sức khỏe của hệ sinh thái. Với việc ếch đảm nhận cả vai trò săn mồi và con mồi, nhiều loài động vật bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi dù là nhỏ nhất của quần thể ếch. Trong khi hầu hết các loài ếch được sinh ra dưới nước dưới dạng nòng nọc, một số loài ếch được sinh ra đã phát triển đầy đủ, cho phép chúng sống ở những nơi ít tiếp cận với nước, chẳng hạn như đỉnh núi. 2. Kỹ năng sống đa dạng, ếch có khả năng thích nghi với môi trường sống khác nhau. Chúng có thể sống trên cạn hoặc dưới nước, từ các khu rừng ẩm ướt đến vùng sa mạc khô cằn. Nhiều loài ếch cũng có thể thực hiện các cuộc di cư hàng năm để tìm kiếm nơi sinh sống mới hoặc để giao phối. Các loài ếch trên thế giới rất phong phú và đa dạng. Mỗi loài sẽ có một nơi cư trú riêng của mình. Nơi cư trú đó phải phù hợp với những đặc tính của loài ếch đang mang. Vì nếu như các đặc tính không phù hợp với môi trường sống thì nó rất khó để có thể tồn tại. Vậy thì ếch sống ở đâu? Theo một số nghiên cứu cho rằng, phần lớn các loài ếch đều tập trung sống ở dọc các sông suối, ao hồ. Nhưng nơi giúp chúng có thể kiếm được nhiều nguồn thức ăn đó chính là ở đồng ruộng. Vì vậy nếu như bạn muốn tìm kiếm và bắt được chúng thì hãy đến những nơi đây. Môi trường sống của ếch là những nơi ở trên. Tuy nhiên để có được một nơi trú ẩn thì chúng phải tự mình đào hang và sống trong đó. Do loài ếch là một trong những loài thích sự yên tĩnh và có nhiều kẻ thù rình rập, nên việc lựa chọn sống trong hang sẽ giúp cho chúng có thể trốn tránh được kẻ thù. Để có được một chiếc thang để sống thì chúng cần phải đào hang. Một số con ếch khác còn chiếm cả hang cua để sống. Chúng ăn hết cua trong hang, sau đó chiếm dụng hang của cua để làm thành hang của mình. 3. Vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Loài ếch đóng vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái bằng cách kiểm soát dân số các loài côn trùng và giữ cho môi trường sống cân bằng. Nòng nọc giữ sạch đường thủy bằng cách ăn tảo. Ếch trưởng thành ăn một lượng lớn côn trùng, bao gồm cả vật trung gian truyền bệnh có thể truyền bệnh gây tử vong cho người như muỗi truyền bệnh sốt rét. Nhiều loài ếch cũng là mồi cho các loài động vật khác như cáo, chim ưng và thậm chí là rắn. Các quần thể ếch đang suy giảm trên toàn thế giới với tốc độ chưa từng thấy và gần 1/3 các loài lưỡng cư trên thế giới đang bị đe dọa tuyệt chủng. Có tới 200 loài đã biến mất hoàn toàn kể từ năm 1980 và điều này không bình thường. Các loài lưỡng cư tự nhiên bị tuyệt chủng với tốc độ chỉ khoảng một loài cứ sau 500 năm. Các quần thể lưỡng cư đang phải đối mặt với một loạt các vấn đề về môi trường, bao gồm ô nhiễm, bệnh truyền nhiễm, mất môi trường sống, các loài xâm lấn, biến đổi khí hậu và thu hoạch quá mức để làm vật nuôi và buôn bán thực phẩm. Trừ khi chúng ta hành động nhanh chóng, các loài lưỡng cư sẽ tiếp tục biến mất, dẫn đến hậu quả không thể đảo ngược đối với hệ sinh thái của hành tinh và con người. Do đó, sự biến mất của quần thể ếch sẽ làm xáo trộn mạng lưới thức ăn phức tạp và dẫn đến những tác động tiêu cực lan tỏa khắp hệ sinh thái. 4. Khả năng sinh sản và tổ mối xã hội. Trong tự nhiên, ếch bắt cặp sinh sản vào mùa mưa khoảng từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô ếch không sinh sản. Nhưng với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện nay, sản xuất giống nhân tạo có thể cho đẻ quanh năm. Ếch nuôi được 8 tháng tuổi là có thể sinh sản. Số lượng trứng một lần ếch cái sinh sản từ 1.000 đến 4.000 trứng trên một lần. Ếch có thể đẻ 3 đến 4 lần trong năm. Đối với ếch cho sinh sản nhân tạo có thể đẻ từ 6 đến 8 lần trong năm. Sau 18 đến 24 giờ trứng nở ra thành nòng nọc. Sau 48 giờ nòng nọc bắt đầu ăn thức ăn ngoài. Sau 20 đến 28 ngày nòng nọc biến thái thành ếch con, đã rụng đuôi và ra đầy đủ 4 chân. Thời gian và tỷ lệ biến thái từ nòng nọc thành ếch con phụ thuộc vào điều kiện môi trường và dinh dưỡng. Ếch con sẽ nhảy lên cạn nhưng thích sống nơi đầm lầy, ẩm ướt và ăn được nhiều loại thức ăn. Thức ăn chính là các loại động vật nhỏ trong môi trường. Đối với ếch Thái Lan có thể dùng thức ăn tổng hợp dạng viên cho ăn. Một số loài ếch có khả năng sinh sản và nuôi con non rất đặc biệt.
Chúng có thể trải qua quá trình phát triển từ trứng đến ếch trưởng thành mà không cần qua giai đoạn giữa ở dạng kỳ đào tồn tại. Ngoài ra, một số loài ếch còn có tổ mối xã hội, nơi các cá thể sống cùng nhau trong các nhóm để bảo vệ và chăm sóc con non. 5. Đối mặt với nguy cơ và nỗ lực bảo tồn, loài ếch đang đối mặt với nhiều nguy cơ từ mất môi trường sống đến ô nhiễm môi trường và sự suy giảm của các hệ sinh thái. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên về bảo tồn thiên nhiên Nature Conservation, hàng triệu con ếch bị giết mỗi năm cho nhu cầu thực phẩm, khiến loài động vật lưỡng cư này bị đe dọa ở mức độ địa phương cũng như toàn cầu. Ếch vốn là một loài nhạy cảm với ô nhiễm, khủng hoảng khí hậu và nấm. Tuy nhiên, có nhiều nỗ lực từ các nhà bảo tồn để bảo vệ và duy trì các quần thể ếch trên khắp thế giới. Việc tôn trọng và bảo vệ loài ếch không chỉ là về việc duy trì sự đa dạng sinh học mà còn là về việc giữ cho hệ sinh thái và hành tinh của chúng ta cân bằng. Bằng cách tôn trọng và bảo vệ loài ếch, chúng ta đang bảo vệ cả môi trường sống của chúng và của chúng ta. Hãy cùng nhau khám phá và tôn vinh sự đa dạng và vẻ đẹp của loài ếch, những người hàng xóm nhỏ bé nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của chúng ta. Kết thúc một hành trình tuyệt vời không bao giờ dễ dàng, nhưng chúng tôi rất biết ơn các bạn đã cùng chúng tôi trải nghiệm những thước phim tuyệt vời trên kênh Đoàn Long Discovery. Chúng tôi hy vọng bạn đã tận hưởng và cảm nhận được sự kỳ diệu của thế giới tự nhiên và con người thông qua những chuyến phiêu lưu của chúng tôi. Đừng quên theo dõi kênh Đoàn Long Discovery để cập nhật những video mới nhất và tiếp tục hành trình khám phá của bạn. Chúng tôi rất mong được gặp lại bạn trong những chuyến phiêu lưu tiếp theo. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!